Hồi xưa nhớ nhất là những cái lần mà mình đi diễn. Mình đi diễn ở những cái tụ điểm như là ở Vincom. Lần đầu tiên mình ngồi mình đánh đàn trước mọi người thì cũng rất là rung. Rồi sau đó mình tạo ra những cái sự kiện giống như là EMC Camping. Nhớ nhất chắc là mình cũng thuộc dạng là những top thế hệ đầu tiên của trường. Nên lúc đó cũng có nhiều cái bỡ ngỡ và nhiều cái mới mẻ của cả ban giám hiệu, của cả các thầy cô và cũng như cả sinh viên. Nên là không tránh khỏi những cái bất cập giai đoạn đầu. Cho môi trường học tập là cái mà mình đánh giá cao nhất. Đặc biệt là thời của mình là năm 2006, khi mà trường đại học quốc tế là nơi đầu tiên, trường đại học công lập đầu tiên giảng dạy tất cả các môn bằng tiếng Anh, bằng ngoại ngữ. Thì cái cơ sở vật chất của mình cũng rất là cạnh tranh ở giai đoạn đó. Mình đã từng tham gia hai câu lạc bộ ở trường, câu lạc bộ ICE Club và câu lạc bộ IU Event Management Club. Thì mình được may mắn làm president, làm chủ tịch vào năm thứ ba ở IU Event Management Club. Thì cái tip của mình dành cho các bạn khi tham gia các câu lạc bộ, vừa tham gia các câu lạc bộ vừa học, đó là các bạn phải có một cái lịch làm việc thật là cụ thể. Ví dụ một ngày các bạn có tiết trên trường một buổi sáng thì các bạn sẽ phải biết là nếu cái ngày hôm đó các bạn không có catch up, các bạn không có theo kịp bài giảng thì các bạn nên dành buổi chiều đó để nghe bài giảng thay vì là hoạt động câu lạc bộ. Nhưng nếu các bạn tự tin với cái khả năng theo kịp bài giảng của mình thì các bạn có thể dành thời gian đó cho cái việc hoạt động câu lạc bộ. Cái mà anh nghĩ là quan trọng nhất là mình cần phải thấu hiểu bản thân rõ hơn. Cái thứ hai là có một cái gọi là một cái sự nhìn nhận đúng đắn về tất cả những mối quan hệ của mình, cũng như là mối quan hệ với công việc, mối quan hệ về sở thích, mối quan hệ về tri thức, thầy cô, bạn bè. Thì khi mà mình có một cái sự thấu hiểu về mối quan hệ của bản thân và những mối quan hệ xung quanh thì mình sẽ vững vàng hơn rất là nhiều. Đối với anh nghĩ kỹ năng thích nghi là cái quan trọng nhất mà các bạn có thể trang bị và có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ cho những bước thay đổi của tương lai. Nếu mà tân sinh viên hồi xưa thì tụi anh sẽ nói là kỹ năng quan trọng nhất của em là phải xây dựng mối quan hệ với thầy cô. Kỹ năng quan trọng nhất là em phải nhìn ra được là làm thế nào để em học giỏi mà em vẫn có được cái cuộc sống cân bằng. Nhưng mà kỹ năng quan trọng nhất trong thời đại này thì đối với anh là làm thế nào để mình còn giữ được cái sự rung động mà với thế giới xung quanh đó. Tại vì cái mà anh nhận ra được là sau khi anh làm rất là nhiều trong ngành quảng cáo và ngành marketing đó, cũng như thế giới kinh doanh đó, là cái sự rung động của một con người nó cực kỳ quan trọng. Và liệu là nếu như mà chúng ta nghĩ được chúng ta có thể cao cấp hơn máy móc, nhưng nếu chúng ta không có cái sự rung động, không có một cái sự cảm gọi là cảm thán nhất định về một cái vẻ đẹp nào đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không có thành công một cách vượt trội. Và các em sẽ thấy là bây giờ thật ra ai cũng có thể là một người sáng tạo hết, thì cái sự sáng tạo đó nó phải đi từ cái sự rung động của con người. Anh có lời khuyên dành cho các em là các bạn không phải sợ. Tại vì anh tốt nghiệp vào trường năm 2015 thì anh có rất là nhiều bạn đến từ những cái vùng khác nhau như là Cần Giờ, Vũng Tàu, những vùng sâu vùng xa, các bạn rất là giỏi. Nhưng mà cũng có những bạn không có được tiếp cận với tiếng Anh từ đầu, cho nên là như anh nói, mình cần cù thôi, mình dành rất nhiều thời gian hơn những bạn khác để mình cố gắng nhiều hơn thì mình sẽ bắt kịp bài giảng trong trường. Một cái tip cho các bạn đó là các bạn nên đánh giá được là các bạn nghe được bao nhiêu phần trăm cái bài giảng của thầy. Ví dụ các bạn nghe dưới 60% bài giảng của thầy thì các bạn nên tìm những cái trung tâm ôn tiếng Anh cấp tốc, những trung tâm nào mà có giảng viên người nước ngoài để các bạn trau dồi thêm, hoặc là xem phim nước ngoài phụ đề chẳng hạn, để mình có thể làm quen với cái việc nghe tiếng Anh thì các bạn sẽ bắt kịp bài thôi. Nếu như các bạn đã tham gia vào trường đại học quốc tế, đã lựa chọn nơi này là một ngôi trường bắt đầu của bạn trong cái sự nghiệp của tương lai, thì hãy tận hưởng khoảng thời gian đó và hãy tìm cho mình những cái niềm vui trong cái việc học tập, cũng như tạo những mối quan hệ với các bạn bè xung quanh. Biết đâu đó là những cái mối quan hệ sau này trong công việc của các bạn nữa. Hãy hiểu rằng là khi các bạn học online, các bạn có nhiều cái sự bức bối lo lắng. Một thì ba mẹ các bạn sẽ là 10 và trường sẽ là 20 và 30. Thì hãy thông cảm và hãy cùng nhau vượt qua những cái khó khăn đó.
và hãy trân trọng những cái giờ phút mà chúng ta được ngồi cùng một nơi, được lắng nghe những cái âm thanh mà không phải qua một cái mic, hay được nói những thứ mà chúng ta không phải lo lắng là chúng ta phải mute, bởi vì phía sau lưng mình là em mình đang khóc, con chó đang sủa, mẹ đang phải làm những cái công việc nhà, hoặc là hàng xóm đang karaoke, thì các bạn hãy trân trọng những giờ phút đó và hãy học online một cách hết mình. Anh chúc các bạn tân sinh viên năm 2021 vào trường đại học quốc tế một năm thật là nhiều trải nghiệm mới, học tập thật là hiệu quả. Anh biết là ở trong cái dịch Covid này thì mình hiện tại vẫn đang học online. Anh cũng đã từng học online cho nên anh hiểu được nó cũng hơi nhàm chán. Nhưng nếu mà các bạn hiểu được mục đích mình đang học để làm điều gì thì các bạn sẽ không, anh hy vọng là các bạn sẽ không còn thấy nhàm chán nữa và chúng ta sẽ cùng cố gắng để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn. Everyone is coping like stay hungry, stay foolish. But another side of that is that people never ever explore is that it's very hard for you to stay hungry in the digital age, and it's very hard for you to become foolish because everyone want to be the smartest guys in the room. So I wish that you guys can fight your hunger and fight your food and keep on going with that. Learn from people's mistake, not their success, because you will face it in the future. If you don't have any shadow, you are not standing in the light. So please spend your time and enjoy the moment.